Lời đầu tiên, Hoàng Phúc, Phương Anh xin gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đã đến dự đêm giao lưu chào mừng đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Vương Cùng Chinh lần thứ 10, giai đoạn năm 2022-2027 với chủ đề tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 9, xứng danh bộ đội cụ Hồ. Trong 5 năm qua, có một nửa thời gian lực lượng vũ trang quân khu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp.
nhất là thời điểm bùng phát dịch lần thứ tư kéo dài nhiều tháng đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long và hoạt động quân sự nói riêng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên từ cơ quan đến đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trong đó có sự đóng góp của tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu. Để giúp các cán bộ đoàn viên hiểu thêm về những đóng góp đó, cũng như lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 9, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và chào mừng sự hiện diện của Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính quyền Quân khu. Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Đồng Thanh Sơn, ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính quyền Quân khu. Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Hồ Minh Vương, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Xin trân trọng giới thiệu Đại tá Lê Hoàng Dự, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, trưởng ban tổ chức ngày hội. Đến dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, ban chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu, đại diện lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị, đặc biệt là 237 đại biểu đại diện trên 18.000 cán bộ đoàn viên thanh niên của 245 tổ chức cơ sở đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của tất cả các đồng chí. Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí, giai đoạn 2017-2022 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, chính trị viên người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, dưới sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, sự năng động sáng tạo trong tổ chức thực hiện của đội ngũ các bộ đoàn, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên từ cơ quan đến đơn vị có bước phát triển toàn diện vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu. Kết quả đó rất đáng phấn khởi, nhưng trong tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, cán bộ và đoàn viên thanh niên đã thực hiện nhiệm vụ như thế nào để phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua những chia sẻ của các vị khách mời hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Thiếu quý y sĩ Phạm Hồng Cần, điều dưỡng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Quân y 120 Cục Hậu Cần. Thiếu tá Trần Hoàng Nga, trợ lý khoa học quân sự, chủ tịch Hội Phụ nữ và Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu. Anh Võ Minh Hải, chiến sĩ dân quân cơ động phường 6 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chúng ta thay mặt cho những người thực hiện chương trình cảm ơn các đồng chí đã đến tham gia trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa đồng trưởng, thưa đồng thể các đồng chí, sau đây kính mời trước khi giao lưu với các vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay, kính mời hướng về màn hình để xem một số hình ảnh sau đây. Đầu năm 2020, khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 bên nước bạn có chiều hướng tăng cao, những chiến sĩ miền Tây bước vào cuộc chiến chống dịch trên suốt dải biên giới Tây Nam. Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ tăng cường cho hơn 560 chốt trên biên giới, cùng với các lực lượng ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, giữ gìn sự an toàn của đất nước, cuộc sống bình yên của nhân dân. Những cuộc tuần tra nghiêm ngặt trên biên giới và những diễn biến dịch bệnh bất thường trong nội địa đặt ra cho người lính đồng bằng biết bao công việc cấp bách mới phát sinh, cần đến tâm trí và bản lĩnh vững vàng. Cũng đầu năm 2020, hơn 100.000 công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài được đưa về cách ly tập trung tại nhiều điểm trên địa bàn quân khu 9. Trong đó, ngoài những học sinh, người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai, còn có nhiều trẻ em được cha mẹ gửi về tránh dịch. Vậy là, ngoài công việc chuyên môn, ngày cũng như đêm, các y bác sĩ trở thành bảo mẫu của những công dân đặc biệt này. Khi cơn bão dịch bùng phát lần thứ tư giữa năm 2021, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ có mặt tại nhiều chốt kiểm soát trên cửa ngõ của các địa phương ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Cùng với chủ động xây dựng kế hoạch thành lập
34 tổ cơ động điều trị COVID hỗ trợ các địa phương, đưa các bệnh viện quân y trực thuộc vào tâm thế sẵn sàng. Chỉ trong thời gian ngắn, quân khu kịp thời kích hoạt hai bệnh viện dã chiến tại tỉnh Tiền Giang và thành phố Cần Thơ với quy mô từ 600 đến 1.000 giường. Các cán bộ chiến sĩ quân y tạm gác niềm riêng, sẵn sàng xung pha để giành lại sự sống cho mọi người. Trong đội hình này có thiếu quý y sĩ Phạm Hữu Khánh, điều dưỡng khoa truyền nhiễm bệnh viện quân y 120 cục hậu cần quân khu, tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6. Vâng, thưa anh Hữu Khánh, thì khi mà xem lại những hình ảnh trên video clip này thì cảm xúc của anh hiện tại là như thế nào? Kính thưa quý hội trưởng cùng toàn thể các đồng chí, khi được xem lại những hình ảnh của mình tại bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 6 thì bản thân chúng tôi chứa đựng rất là nhiều cảm xúc. Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6 là một bệnh viện rất là đặc biệt, được thành lập và đưa vào hoạt động nhằm hỗ trợ cho bà con nhân dân tỉnh Tiền Giang chống chọi với bệnh tật trong thời gian qua. Khi đến với bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6 thì cảm xúc đầu tiên đó là tôi thật sự rất là bỡ ngỡ. Vì sau 3 năm công tác theo ngành y thì đây là lần đầu tiên tôi phải làm việc trong một môi trường rất là đặc biệt như thế này. Hàng ngày là tôi phải mang mặc những bộ đồ phòng hộ rất là nóng đực, mồ hôi lúc nào cũng tuôn dễ ngại, rất là khó chịu, rất là oi bức trong người. Và hàng ngày là tôi phải đi hàng cây số để có thể đến nơi công tác và thực hiện nhiệm vụ của mình. Các bệnh nhân ở đây đều được chăm sóc rất là đặc biệt, nên chúng tôi đôi lúc cảm thấy rất là mệt mỏi vì phải làm việc với một áp lực rất là lớn và số lượng bệnh nhân điều trị thì rất là đông, và chúng tôi phải làm việc với một cường độ rất là cao để có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Không chỉ lo sợ cho tính mạng của bệnh nhân mà ngay bản thân chúng tôi còn rất là lo sợ, bởi vì là không biết mình sẽ có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhưng có lẽ điều làm cho chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất ở đây đó chính là tất cả bà con nhân dân đều được khỏi bệnh và được trở về với gia đình của mình. Nghĩa là tất cả những khó khăn, những nỗ lực của chúng tôi đã mang lại những kết quả tốt đẹp. Anh Hữu Khánh thân mến, thì khi tham gia nhiệm vụ này anh đã phải gác lại những dự định riêng gì của bản thân mình, anh có thể chia sẻ cho các đồng chí ở đây biết được? Kính thưa quý hữu trưởng cùng toàn thể các đồng chí, là khi tham gia nhiệm vụ này thì tôi đã tạm gác lại rất nhiều dự định cho tương lai. Thứ nhất đó là tôi đã dự định đăng ký tham gia học lớp liên thông lên đại học điều dưỡng để có thể nâng cao trình độ chuyên môn nhiệm vụ của mình. Theo kế hoạch thì khoảng một tuần nữa sau khi từ ngày tham gia nhiệm vụ thì tôi tổ chức đám cưới với vợ của tôi, nhưng mà mọi việc chuẩn bị xong thì tôi cũng đã tạm hoãn lại. Vợ tôi cũng là học điều dưỡng công tác tại bệnh viện Quy 120. Thấu hiểu được tình hình chung của đất nước nên vợ tôi cũng đã an ủi động viên tôi là tham gia nhiệm vụ này, nên tôi cũng yên tâm công tác. Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng là mình còn trẻ, còn nhiều thời gian hơn để thực hiện những dự định ước mơ của mình. Nhưng điều quan trọng ở đây đó chính là bà con nhân dân đang cần mình những giây phút như thế này để có thể sớm đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19. Dân và không chỉ riêng anh Hữu Khánh mà còn hàng ngàn các bộ chiến sĩ tạm gác niềm riêng để xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Và đất nước mình nhờ những con người giàu y đức và sự công hiến thầm lặng như vậy mà biết bao nhiêu bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã vượt qua và điều trị khỏi, đưa đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Và thưa anh Võ Minh Hải, trong cái quá trình mà anh Hải nhiễm bệnh Covid-19 và được điều trị tại bệnh viện dã chiến số 6 thì không biết là trong cái trường hợp nào mà anh bị nhiễm bệnh ạ? Kính thưa quý đại biểu, kính thưa các đồng chí, tôi được phân công tham gia trực chốt thì những ngày cuối tháng 6 năm 2021 tại khu vực chợ Heo phường 6. Đây là khu phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19. Đây là lần đầu tiên tôi được nhận một nhiệm vụ đặc biệt như thế này. Nên khi mà được nhận nhiệm vụ thì bản thân tôi rất là lo lắng, không biết mình sẽ thực hiện nhiệm vụ như thế nào.
nhưng mà được sự hỗ trợ của các đồng đội, đồng chí dân quân, tôi đã cố gắng có thể thực hiện nhiệm vụ này một cách tốt nhất có thể. Nhưng không may là đến ngày 7 tháng 7 thì tôi được thông báo là F1 và được đưa đi cách ly tại trường Lê Văn Nghề. Sau khoảng mấy ngày sau thì tôi được báo là nhiễm COVID-19 và được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Giải trí Bệnh viện số 6. Trong thời gian này thì cũng có rất là nhiều ca nhiễm COVID-19, chị không biết là lúc đó thì anh có thấy sợ không ạ? Nói thật thì bản thân tôi lúc đó rất là sợ, vì theo thông tin tôi biết lúc đó bệnh này có nguy cơ trở nặng rất là cao, và bản thân tôi hiện tại lúc đó cũng chưa được tiêm một vaccine, chưa mới được lọc danh sách. Nhưng mà nhờ sự động viên của các y bác sĩ rằng bản thân tôi còn trẻ, nên là tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và làm theo chỉ dẫn của các y bác sĩ để điều trị bệnh. Khoảng 20 ngày sau thì tôi được xuất viện, và sau khi ở nhà theo dõi sức khỏe đến ngày thì tôi tiếp tục xung phong đi tham gia phòng chống trực chốt, chống dịch và trực chốt. Sau đó tôi được điều qua một vụ tại trường lên trường công đoàn, lúc đầu là ở đây cách ly F1, sau đó là cách ly kẻ F0. Khi anh bị bệnh như vậy thì không biết là cha mẹ, gia đình và người thân anh có biết không ạ? Khi tôi bị bệnh thì tôi chỉ nói cho ba với em tôi biết là tôi đã bị F0, còn mẹ tôi thì tôi không cho mẹ tôi biết, vì mẹ tôi có bệnh nền cao huyết áp và dễ bị hạ canxi, tôi sợ cho mẹ tôi biết thì mẹ tôi động vật giáo bệnh không đảm bảo sức khỏe cho mẹ, nên tôi không nói. Xin được cảm ơn câu trả lời của anh Nguyễn Minh Hải. Và thưa anh Khánh, thì trong thời gian mà anh chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy Chi nhánh số 6, thì cái kỷ niệm nào mà anh cảm thấy đặc biệt và đáng nhớ nhất? Kính thưa quý hiệu trưởng cùng toàn thể các đồng chí, khi tham gia tại Bệnh viện Dạ chiến kỷ niệm số 6 thì đã chứa đựng trong bản thân của tôi rất là nhiều tình cảm và kỷ niệm đẹp. Nhưng có lẽ kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi đó là đối với một bệnh nhân, đó là ông Đặng Văn Bé Hai ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Ông Hai là nhập viện trong một tình trạng rất là nặng và phải thở oxy liên tục. Ông lại mắc bệnh nền đó là viêm gan siêu B, nên có lẽ tỷ lệ tử vong cũng rất là cao. Nhưng được sự động viên an ủi cũng như nghị lực của chính bản thân thì ông đã dần dần hồi phục và sớm trở về với gia đình. Khi trở về với gia đình thì ông đã suy nghĩ rất là nhiều và đã bàn bạc với gia đình là sau này khi ông mất đi thì ông sẽ dành tặng lại thân xác của mình cho Học viện Quân y để phục vụ cho ngành y học. Khoảng một tuần sau khi ông xuất viện thì chúng tôi nhận được đơn hiến xác của ông. Trong đơn thì ông đã bày tỏ là ông đã cảm nhận được sự tận tâm tận lực và chạy đua với thời gian từng giờ từng phút của đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện Dạ chiến Bệnh viện số 6. Chúng tôi đã không chỉ dành lại sự sống cho ông mà là con toàn thể bà con ở đây. Vì vậy tâm nguyện cuối đời của ông là ông muốn dành tặng lại thân xác của mình để phục vụ cho ngành y học. Còn anh Võ Minh Hải, kỷ niệm của anh khi ở Bệnh viện Dạ chiến số 6 thì sao? Kỷ niệm của tôi khi ở bệnh viện là khi tôi mắc bệnh thì tôi được đồng ngũ các y bác sĩ tận tình quan tâm theo dõi, luôn hỏi thăm sức khỏe của tôi để tôi được trở thành nào đi nữa. Khi mà tôi có triệu chứng trong người gì đó thì các đồng ngũ y bác sĩ họ luôn tận tâm và giải quyết và cho thuốc điều trị cho tôi. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thiếu quý Phạm Hùng Khánh và anh Võ Minh Hải. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trong cuộc chiến chống lại COVID-19, không chỉ lực lượng trên tuyến đầu mà ở hậu phương cũng có nhiều hoạt động thiết thực. Và sau đây kính mời quý vị đại biểu và các đồng chí cùng xem những hình ảnh của Hội Phụ Nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, nhất là giai đoạn bùng phát lần thứ tư, trên 100 cán bộ hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tạm gác việc gia đình, nén nỗi nhớ con, thậm chí không thể bên cạnh chăm sóc người thân lúc đau ốm, đã tình nguyện vào khu cách ly, bệnh viện, sát cánh cùng đồng đội ngày đêm cứu chữa bệnh nhân, góp phần sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.
Ở Hậu Phương, các chị tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như hiến 160 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, tổ chức 25 đợt gói tặng trên 30.000 đòn bệnh test, trao hơn 1.000 chai nước và 2.000 khăn khử khuẩn, 2.000 hộp khẩu trang, 1.000 chai xà phòng và các nhu yếu phẩm cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong các khu cách ly, chốt kiểm soát dịch và con nghèo trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền quyên góp vận động trên 500 triệu đồng. Cùng với đó, Hội Phụ Nữ xây dựng mô hình tình thương cho em hậu Covid-19 nhằm giúp đỡ, hỗ trợ những trẻ em có cha mẹ mất trong đại dịch với tổng số tiền trên 160 triệu đồng. Dân và với kết quả của các chị thì chúng ta càng trân quý hơn sự đóng góp, đồng hành của những người phụ nữ cha yếu tay mềm, trong đó không thể thiếu sự tâm huyết của thiếu tá Trần Hoàng Ngà, trợ lý khoa học quân sự, chủ tịch Hội Phụ Nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Vâng, thưa quý vị đại biểu và các đồng chí, thì chị Hà đã có 7 năm trở thành thủ lĩnh đoàn thanh niên quân sự tỉnh Bạc Liêu, và chị đã không ngừng xây dựng cái phong trào thanh niên trở thành một điểm sáng trong lực lượng vũ trang quân khu. Trên được xin hỏi chị Hà là vào năm 2010 thì khi nhận quyết định trợ lý thanh niên tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu thì cảm giác của chị lúc đó là như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của đồng chí. Trước khi trả lời câu hỏi thì bản thân rất vinh dự khi được tham gia chương trình giao lưu ngày hôm nay. Trước hết thì kính chúc quý thủ trưởng, quý vị đại biểu cùng toàn thể tất cả các đồng chí vui khỏe, hạnh phúc, chúc đêm giao lưu của chúng ta thành công, tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các đồng chí, năm 2010 là cái năm tôi rất là nhớ và tôi ấn tượng sâu sắc nhất, bởi vì đó là năm tôi trở thành thủ lĩnh thanh niên và được đồng hành cùng cái màu áo xanh tình nguyện. Cái cảm giác của tôi khi nhận được cái quyết định trở thành thanh niên thì báo cáo các đồng chí, lúc đó tôi rất là vui mừng lắm các đồng chí, tôi vui mừng, tôi phấn khởi lắm, bởi vì sau nhiều năm hoạt động phong trào đoàn thì tôi nghĩ sự đóng góp của mình đã được thủ trưởng cấp trên nhìn nhận, biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt là thủ trưởng cũng đã tin tưởng giao cái nhiệm vụ trợ lý thanh niên cho nữ làm. Đây là một cái điều tôi rất vui, bởi vì thủ trưởng được giao nhiệm vụ trợ lý thanh niên cho nam, bây giờ giao cho nữ thì tôi thấy tôi vui mừng lắm. Xong bên cạnh đó thì tôi cũng có một chút lo lắng về cái vấn đề đoàn kết tập hợp thanh niên, bởi vì bản thân là nữ thì báo cáo các đồng chí là các cái tổ chức cơ sở đoàn ở tỉnh Bạc Liêu nó nằm rải rác ở các huyện, thị, thành phố, do đó thì tập hợp nó hơi khó. Cái mục tiêu tôi đặt ra là làm sao mình về mình phải đưa ra một hình thức như thế nào, một cái phương pháp như thế nào để mà thu hút các cái tổ chức cơ sở đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên tích cực tham gia và tham gia có hiệu quả, thì cuối cùng cái mục tiêu đặt ra là chúng ta hoàn thành tốt. Nói tóm lại là tôi vui mừng và tôi phấn khởi khi tôi nhận nhiệm vụ trợ lý thanh niên, bởi vì tôi đam mê với nhiệt huyết với đoàn, đó là sở trường của tôi. Chị Hà thân mến, thì sau 7 năm hoạt động công tác đoàn thì không biết những khó khăn nào mà chị Hà cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ ạ? Kính thưa toàn thể các đồng chí, nhìn lại 7 năm hoạt động công tác đoàn có thể thấy rằng một chặng đường nó không quá dài mà nó cũng không quá ngắn. Trong quá trình công tác thì bản thân tôi được rất nhiều thuận lợi, song bên cạnh đó thì tôi cũng gặp không ít những khó khăn. Có một cái kỷ niệm mà nó gắn với khó khăn mà tôi không bao giờ quên, đó là năm 2015 khi mà quân khu tổ chức hội trại lần thứ nhất tại tỉnh Đồng Tháp. Cái nhiệm vụ của tôi là tham mưu cho thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện các cái nội dung để đảm bảo mục đích yêu cầu và kế hoạch quân khu đặt ra. Trong cái thời gian đó thì tôi gặp các cái khó khăn như thế này các đồng chí. Lúc đó tôi sanh con đứa sau được 6 tháng tuổi, con trai lớn thì 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Chồng tôi thì lái xe cho đơn vị, thì thường xuyên đi công tác xa nhà. Gia đình tôi rất là đơn chiếc, chỉ có một mình tôi, cha mẹ thì già yếu. Trong cái lúc mà tôi xây dựng kế hoạch để tham gia hội trại thì cha tôi đột ngột ngã bệnh rất là nặng, chị. Cha
tôi đột quỵ chuyển sang tai biến nặng, tưởng chừng như là không qua khỏi. Báo cáo các đồng chí thì lúc đó là tôi rối lắm, bởi vì con còn nhỏ, chồng thì công tác xa nhà, cha lại nằm bệnh viện, mà nhiệm vụ cơ quan thì báo cáo đồng chí là khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ rất là nhiều nội dung, nào là phải tập các cái nội dung thể dục thể thao, rồi tôi thì phải dàn dựng các cái tiết mục văn nghệ để mà tham gia hỗ trợ, rồi phối hợp cùng với tỉnh đoàn là thiết kế dàn dựng trại. Tôi tưởng chừng như là tôi không hoàn thành nổi nhiệm vụ, nhưng mà báo cáo các đồng chí cũng may mắn thay là tôi được sự động viên rất lớn từ gia đình, động viên rất lớn từ thủ trưởng đơn vị, đặc biệt là tôi được đồng chí đồng đội tôi động viên rất lớn ủng hộ cho tôi, thành ra là những khó khăn đó các đồng chí dần qua. Và trong cái phiên hội trại Đồng Tháp đó, tôi mẹ cùng con hành quân tôi ẩn không, tôi theo luôn lên hát múa cho đồng đội đồng chí giữ. Thì may mắn thay là Bạc Liêu cũng rất là vinh dự được giải nhất khi tham gia hội trại lần đầu, và bản thân tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thủ trưởng phân công. Cảm ơn phần chia sẻ của chị. Thực sự là khi nghe câu chuyện của chị thì em rất là khắc phục, em khắc phục cái tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực rất là mạnh mẽ của chị Hà. Và thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, thì từ những kinh nghiệm thực tiễn cũng như là tâm huyết, chị Hà đã nghiên cứu và thực hiện được đề tài một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, gồm có 3 chương dày 50 trang A4, và đặc biệt là đề tài này xuất sắc đạt được giải 3 giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2021. Xin chúc mừng chị. Không biết là ngày hôm nay ngồi ở đây thì chị Hà có thể chia sẻ cảm xúc sau khi mà chị rời khỏi đoàn không? Kính thưa toàn thể các đồng chí, thì qua 7 năm hoạt động công tác đoàn thì tôi được được chuyển sang cái vị trí khác. Như các đồng chí đã biết đó, là một người cán bộ đảng viên thì tổ chức phân công ở đâu thì chúng ta phải thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đó. Khi mà chia tay đoàn, báo cáo các đồng chí là tôi liên tiếp và tôi buồn, bởi vì đoàn giống như một cái ngôi nhà thân thương đã cho tôi rất là nhiều kỷ niệm đẹp, cho tôi một thời tự hào tuổi trẻ của tôi về đoàn. Nhưng tôi thầm cảm ơn đoàn, bởi vì đoàn cho tôi cơ hội được cống hiến, được học tập, được rèn luyện, đặc biệt là tôi được trưởng thành từ đoàn. Tôi thầm cảm ơn đoàn đã cho tôi những cái ước mơ, những hoài bão và những hình ảnh rất đẹp về đoàn. Từ đó thì tôi có thể viết lên những cái tiểu phẩm, những cái kịch bản rất đẹp về những người lính mang màu áo xanh tình nguyện. Mặc dù đến ngày hôm nay thì tôi không còn hoạt động trong công tác đoàn nữa, nhưng mà tôi luôn động viên các bạn trẻ, tôi luôn truyền những nguồn cảm hứng tích cực cho các bạn đoàn viên thanh niên. Cũng trong đêm giao lưu ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các đồng chí thủ lĩnh đoàn, các đồng chí đoàn viên thanh niên: các bạn ơi, ai cũng có một thời thanh xuân, ai cũng có một thời tuổi trẻ. Vậy thì chúng ta hãy dành một thời tuổi trẻ của mình để mà cống hiến, để mà đam mê, để mà nhiệt huyết nhiệt thành với đoàn. Các bạn hãy lan tỏa và chia sẻ những cái giá trị tích cực xanh từ đoàn. Các bạn tin tôi, các bạn nhất định sẽ trưởng thành và trưởng thành rất đẹp từ đoàn. Các bạn nhất định sẽ thành công. Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ cùng các đồng chí. Và một lần nữa em xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân tình của chị Hà hôm nay. Và thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, qua câu chuyện của các khách mời hôm nay thì chúng ta thấy rằng mọi thành công đều xuất phát từ sự chung sức và chung lòng, từ những đam mê và quyết tâm của mọi người, thì qua đó sẽ tạo thành sức mạnh để ta vượt qua khó khăn và trở ngại. Một lần nữa thì xin được cảm ơn sự đóng góp và chúc mừng sự thành công của các anh chị trên mọi lĩnh vực công tác. Và thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chỉ huy Quân khu sẽ tặng hoa cho các vị khách mời tham gia giao lưu hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Covid-19 bùng phát lần thứ tư với mật độ lây nhiễm gia tăng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đã tạm gác niềm riêng vì nhiệm vụ chung. Cũng là câu chuyện về phòng chống dịch, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ Hoàng Thắng kể về một chiến sĩ tên Hùng. Ngày mai đêm, anh sẽ kể cho em nghe chuyện của Hùng. Người chiến sĩ vừa nhận được tin cha mất, nhưng không thể về vì ta một anh trong dịch. Khi nhà Hùng chỉ có mẹ già, ngôi nhà Hùng đèn sông với con em đèn soi bóng trăng. Ngày xưa chiến tranh ta bao sơn thang biểu bạc xưa sang, từng đoàn người xa đi súng trên giải nhiệt hồ quý, súng đô xa trường có ai buồn chiến chết khi thanh bình biết bao gia đình thân thương. Những tưởng hạnh phúc dễ nguyên sống ngày quê hương thông dân, bà cô dâu nội âu lo tiễn cha đi theo tiếng gọi
và cùng thực hiện những giải pháp tối ưu để công ước thích ứng linh hoạt nhất
và giải pháp đầu tiên của chúng tôi đã thực hiện đó chính là việc chia nhóm nhỏ để hoạt động. Việc chia nhóm này nó được dựa vào theo cái cấp tổ là 3 người. Cấp tổ 3 người này sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và mang thông tin đến chiến sĩ gần hơn. Và đặc biệt trong giai đoạn đầu của thời điểm dịch bùng phát thì việc tuyên truyền là một trong những nội dung cực kỳ quan trọng để mang được cái thông tin về biện pháp phòng chống dịch và xử lý ngay khi có những ca F0 đầu tiên ngay tại đơn vị chúng ta. Đó là bằng qua cái hình thức là dạng infographic, dạng biểu đồ, hình ảnh ngắn gọn và xúc tích đầy đủ nội dung nhất đến cộng đồng mọi người. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi được xem được cái cú cánh hết sức thiết thực đó chính là thay đổi về hình thức tổ chức các phong trào, đã đưa về việc là các hội thi, cuộc thi ở dạng thi trực tuyến. Và có lẽ các chị ngồi đây cũng biết rằng ở một đơn vị sẽ gặp cái khó khăn nan giải là làm sao trực tuyến khi tại đối tượng đông nhất là đoàn viên chiến sĩ không được sử dụng smartphone, không được sử dụng máy tính bảng, không sử dụng kể cả laptop có kết nối internet. Và vấn đề này đã được 13 tổ chức cơ sở đoàn mang lại cho một câu trả lời. Đó chính là kết nối giữa các thiết bị của các đồng chí cán bộ quản lý tại đơn vị với TV, màn hình chiếu và các màn hình LED như tại hội trường của sư phụ đã có để mang những cái thông tin gần hơn. Và tất cả các tổ 3 người, các chiến sĩ có thể thông qua các nền tảng kết nối như Google Maps, phòng họp Facebook và ứng dụng Zoom trên điện thoại hoặc trên máy tính để có thể mang những thông tin và tiếp xúc trao đổi trực tiếp với ban tổ chức chương trình của các cuộc thi, hội thi. Mà đặc biệt ở cái giải pháp thứ ba đó chính là về thay đổi cái hình thức thi. Hình thức thi trước đây là có nhiều về hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao, đã được thay đổi vào đó là những cuộc thi về viết, cuộc thi về sáng tác tranh, cuộc thi về bản ảnh, cuộc thi về những cái video clip tài năng của chiến sĩ và được đăng trên trang Facebook của trẻ sư đoàn 330. Chính lúc này sẽ tạo một sức lan tỏa rộng hơn, mang hình ảnh từ chiến sĩ bộ đội cụ hồ nhiều hơn, và kết quả của cuộc thi sẽ có một phần được đóng góp và đánh giá bằng sự bình chọn của quý khán giả gần xa qua trang Facebook của trẻ sư đoàn 330. Dạ vâng, anh vừa nhắc đến trang Facebook tuổi trẻ sư đoàn 330 đúng không ạ? Em được biết đến trang này và biết là hiện tại trang Facebook này đã có hơn 12.000 người theo dõi, và xem một số cái bình luận trong đó thì em cũng đã thấy một số bình luận khen anh Nhân, nói anh là một người cán bộ đoàn rất là năng động và luôn luôn đổi mới trong cái phong trào của mình. Vậy thì anh Nhân có suy nghĩ như thế nào về những cái nhận xét? Thưa quý thứ trưởng, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, có thể trước hết cho tôi xin phép thay mặt ban quản trị của fanpage của trẻ sư đoàn 330 gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý khán giả gần xa đã dành cho tình cảm ưu ái không chỉ cho riêng tôi nữa mà cho cả ban quản trị mà cũng như hình ảnh của người chiến sĩ tại sư đoàn nói riêng và của lực lượng vũ trang quân chính nói chung. Thì còn về lời khen mà Phương Anh vừa nhắc đến thì tôi xin phép được nhận lời khen này như là một lời động viên cổ vũ, mà cổ vũ không chỉ riêng tôi đây mà dành cho tất cả các đồng chí là cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác quần chúng để tiếp tục mang ý chí những sức sôi nhiệt huyết của mình trên con đường công tác. Và cũng tháng 8 này cũng là rất là đặc biệt với tôi, là cũng tròn 10 năm ra trường, tròn 10 năm tôi được gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị với vai trò là một cán bộ kiêm nhiệm. Chính khoảng thời gian đó đã cho tôi trải nghiệm về cuộc sống của tâm tư, nguyện vọng của những chiến sĩ trẻ mà đặc biệt là đoàn viên, rồi những các đồng chí là cán bộ đoàn. Và cũng trong khoảng thời gian ấy tôi được sự quan tâm, tạo điều kiện hết sức, chỉ dẫn của thủ trưởng các cấp đã dành cho tôi cũng như là chỉ dẫn tạo điều kiện cho công tác đoàn tại đơn vị phát triển. Chính vì vậy mà là một cán bộ đoàn như tôi lúc nào cũng phải thôi thúc trong chính con người của mình phải tìm ra bằng được câu trả lời để giải quyết được cái điều trăn trở, phải làm sao cho cán bộ đoàn viên thêm yêu đơn vị, phải làm sao cho hướng nguồn lực dồi dào của những người chiến sĩ trẻ tuổi đôi mươi đang tràn đầy nhựa sống hướng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ đó. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng người cán bộ đoàn chỉ có một cách duy nhất là phải không ngừng đổi mới và luôn luôn năng động sáng tạo. Quả thật là các phong trào đó đã góp phần giúp cho cán bộ đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Sau đây kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí xem mô hình vườn ươm hoa thanh niên và hội chợ xuân của tuổi trẻ sư đoàn 330. Tháng 2 năm 2020, sư đoàn 330 đầu tư 40 triệu đồng xây dựng vườn ươm hoa thanh niên rộng 200 mét vuông, bố trí tại tiểu đoàn 16 gồm khu nhà lưới ươm giống và khu chăm sóc hoa trong giai đoạn phát triển. Nơi đây có thể cùng lúc ươm 64.000 cây hoa giống các loại
hạt giống hoa thụ ương trong các cơ sở, nhiều vùng trộn giữa chấu mùn, phân bò và các loại hữu cơ khác. Mô hình này đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc, tính toán thời gian nảy mầm và sinh trưởng chính xác để qua nở đúng thời điểm theo kế hoạch. Từ khi ươm hạt giống cho đến khi đưa cây giống xuống ở vị trí cắt cúng hoa một hoa trong khuôn viên của đơn vị sẽ được căn cứ theo thời gian chu kỳ sinh trưởng của từng loại hoa khác nhau, cơ bản thì từ khoảng 20 đến 35 ngày các cây giống sẽ được cấp phát về các đơn vị và trồng vào các vùng hoa thuộc khuôn viên của đơn vị. Đối với hoa trang trí hội nghị hoặc trước phòng làm việc sẽ được trồng tại vườn ươm để tiện chăm sóc đến khi ra hoa. Từ khi áp dụng vườn ươm hoa thanh niên, đơn vị tiết kiệm khoảng 80% kinh phí so với mua hoa bên ngoài, đồng thời chủ động chủng loại hoa cần trưng bày, trang trí thống nhất. Đến nay, mô hình này được nhân rộng các đơn vị trong sư đoàn 350 triển khai thực hiện. Tết Nguyên Đán năm 2022 là năm thứ ba liên tiếp sư đoàn 330 tổ chức hội chợ xuân, một sân chơi mang đậm sắc xuân để cán bộ chiến sĩ giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động cũng như rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể. Dưới bàn tay khéo léo của cán bộ chiến sĩ đã tái hiện không gian Tết xưa dùng quê cán bộ, từ trang trí cổng chào đến tụng tiểu cảnh lên chợ Tết, các gian hàng ẩm thực, khu vui chơi đều mang sắc thái vui tươi sung túc. Nét mới tại hội chợ xuân năm 2022, ban tổ chức đưa điệu múa chấm thi vàng hoa xuân thể hiện tinh thần xung kích sáng tạo của bộ đội, đồng thời nâng cao khả năng tư duy thẩm mỹ của cán bộ đoàn viên thanh niên. Điểm nhấn khác của hội chợ xuân là cán bộ chiến sĩ quyên góp gần 30 triệu đồng ủng hộ các cháu là con của quân dân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Điều này thể hiện tấm lòng người lính. Giữa các hoạt động giải trí, họ luôn nghĩ về hậu phương, về những chủ nhân tương lai của đất nước. Đưa nội dung vận động quyên góp chương trình là mẹ đỡ đầu vào trong hội chợ xuân không chỉ mang giá trị nhân văn, chia sẻ tinh thần nhân ái của cán bộ chiến sĩ đối với những hoàn cảnh trẻ em đặc biệt khó khăn hoặc có người thân mắc bệnh COVID, mà đây còn là một trong những hoạt động xung kích của tuổi trẻ với sư đoàn bộ nói riêng và toàn sư đoàn. Còn người nói chung đây cùng với đồng dân và đồng dân ta hiện đang thực hiện các chương trình chia sẻ khó khăn sau khi đại dịch COVID-19 đã bùng phát có sự kiện đội vào năm 2021. Hội chợ xuân năm 2022 không chỉ thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội và các đối tượng chính sách của đảng ủy ban chỉ huy sư đoàn 350 mà còn giúp tuổi trẻ đơn vị hướng về cội nguồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Không khí tinh thần phấn khởi từ hội chợ xuân là bước khởi đầu thuận lợi để các bộ đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới. Cũng là sáng tạo trong thời điểm dịch Covid-19, nhưng thiếu tá Vũ Văn Thùy đã thành công trên lĩnh vực sáng kiến cải tiến mô hình học cụ ở phục vụ huấn luyện và diễn tập. Năm 2020-2021, anh Thùy hoàn chỉnh hai sản phẩm phần mềm và thiết bị tìm điểm bắn trúng, tính khả năng bắn súng máy phòng không 12-7. Và sản phẩm thứ hai là thiết bị luyện tập tháo ấp và thay đổi cự ly của pháo lục ba pháo phòng không 37 ly. Đặc biệt cả hai sáng kiến này đạt giải ba giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 21 và 22. Xin được chúc mừng anh Thùy ạ. Thưa quý đại biểu và thưa các đồng chí, năm 2012, sau khi tốt nghiệp đào tạo chuyên ngành chỉ huy kỹ thuật pháo phòng không tại Học viện Phòng không Không quân, thì anh Vũ Văn Thùy nhận nhiệm vụ tại sư đoàn 330. Năm 2014, anh đảm nhiệm cương vị trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn pháo phòng không lữ đoàn 950. Từ đây, anh bắt đầu nghiên cứu và sáng kiến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những ngày đầu của người cán bộ đam mê sáng kiến này. Xin kính mời quý vị. Trên cương vị quản lý chỉ huy huấn luyện bộ đội chuyên ngành số máy phòng không 12-7, Vũ Văn Thùy nhận thấy khi tính toán cự ly mục tiêu, các thủ ống nhòm phải làm nhiều công việc như nhận dạng kiểu loại, nhớ kích thước sàn đánh hoặc chiều dài máy bay, ước lượng góc đường bay, đo góc kẹp và tính nhầm cự ly bằng công thức ghi nhớ. Điều này làm mất thời cơ bắn mục tiêu trên không. Vì vậy, anh Thùy luôn trăn trở và mong muốn nâng cao chất lượng huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ để tính toán cự ly nhanh nhất. Tuy nhiên, với lượng kiến thức về điện tử lập trình gần như bằng không, trên địa bàn Đồng Quân lại không có cơ sở đào tạo. Vậy là anh phải tìm tài liệu tự học, bắt đầu từ ngôn ngữ lập trình C, sau đó chuyển qua lập trình vi điều khiển kết hợp học điện tử căn bản, lý thuyết mạch, kỹ thuật xung, kỹ thuật số, vi xử lý. Nhiều đêm thì mà cốt biết không chạy, bản thân phải thức cả đêm để gỡ lỗi. Rồi nhiều lúc thì mạch bị cháy do thiết kế không đúng thì phải làm mạch khác để thay thế. Mạch tự làm thì hệ số còn kém thì buộc phải thuê các xưởng gia công với chất lượng cao hơn và đi đôi là giá thành cũng cao hơn. Mạch tự làm thì giá dao động tầm khoảng 200.000, mà khi thuê các xưởng làm thì dao động tầm khoảng 500-700.000. Bên cạnh đó, các linh kiện phải có chất lượng tốt, độ bền cao, tương thích với mạch, đồng thời trang bị máy in 3D, máy cắt laser để chủ động khâu thiết kế và gia công chi tiết. Sản phẩm thử nghiệm bắt đầu kém ổn định, các thông số dao động ngoài phạm vi cho phép. Vậy là anh đã kiểm tra, điều chỉnh, can thiệp phần cứng và phần mềm để ổn định sản phẩm. Sau 9 tháng miệt mài nghiên cứu, Vũ Văn Thụy đã hoàn chỉnh sáng kiến máy tính cự ly bằng công thức tiên nhãn. Quả thật là để hoàn chỉnh một sáng kiến thì không hề đơn giản. Anh Thủy thân mến, thì anh có thể chia sẻ thêm một chút cho quý khán giả được biết về quá trình mà anh đã thực hiện sáng kiến này. Kính thưa quý thủ trưởng, thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, thì chúng ta cũng chỉ là biết để một người mà có thể làm được một sáng kiến kỹ thuật và đạt hiệu quả cao, tốt và hoạt động ổn định thì phải có thủ lực hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải có ý kiến thức nền tảng tốt, thứ hai là phải thay đổi hóa quá trình thử nghiệm, thứ ba nữa là phải có ý tưởng tốt hay và đột phá. Báo cáo chỉ là trong quá trình tôi nghiên cứu và thực hiện các sáng kiến thì do địa bàn ở đảo Phú Quốc là không có một trung tâm hoặc là một chỗ nào để dạy về điều khiển hay là lập trình của bản thân là phải tự mua các khóa học online để tự học. Kết hợp đó là mua các linh kiện điện tử rồi các mạch điện về để thử nghiệm. Và thực sự là cái quá trình đầu tiên để học và nghiên cứu thì phải tốn rất là nhiều tiền, bởi vì không có ai giúp đỡ, không có ai sửa đổi cho, chỉ có tự mình nghiên cứu, tự mình sửa, nên là tốn rất là nhiều tiền để làm các mạch thử nghiệm cũng như là thuê các xưởng để làm gia công. Cái khó khăn với bản thân nữa là tìm cái vật liệu để mà hoàn thiện sản phẩm. Thì báo cáo chỉ là đối với các đơn vị chiến đấu thì cái cường độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cơ động diễn tập thì rất là cao, nên là chọn vật liệu cũng như là hệ thống gia cố các loại mặt điện linh kiện điện tử là phải hết sức và chắc chắn, đảm bảo được tính chịu sốc cũng nước cũng như là đảm bảo sự vận động của linh kiện. Rồi thiết kế giao diện thì phải dễ dùng để đảm bảo mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để hiểu được. Thưa anh, thì cái quá trình này tốn quá nhiều thời gian và công sức, thậm chí là tốn cả tiền lương nữa. Vậy thì trong cái thời gian đó có khi nào mà anh cảm thấy nản chí và anh có ý định bỏ cuộc? Có chứ, báo cáo chính là thực sự thì lương của đội thì có nhiều hạn cũng ở mức nhất định. Vợ tôi thì cũng là làm nhà nước thì lương cũng thấp, có một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Có những lần là tôi phải cân đo đong đếm rất là để đảm bảo là cân bằng giữa việc chăm lo cho gia đình và việc học và việc nghiên cứu. Lúc mà bé trai đầu tiên của tôi mới sinh năm 2016 thì mẹ mắc chứng bệnh là xuất hiện dần cổ bụng căng. Bệnh này thì hiện tại chưa thuốc chữa, mỗi tháng là phải duy trì khoảng 10-12 triệu đồng thuốc. Đó thì những cái giai đoạn đó thì tôi bị dừng việc học, dừng nghiên cứu bởi vì phải dồn hết tiền đầu tư để chỉ bệnh cho con. Mong là may là vợ thì cũng làm trong cơ quan nhà nước cũng thấu hiểu, động viên, chia sẻ. Phần rất là may mắn cho tôi là được trưởng lữ đoàn 50 rất là quan tâm, động viên, giúp đỡ.
và anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị rất là quan tâm. Đó là những cái nguồn động lực rất là lớn để tôi hoàn thành được cái mục tiêu của mình. Kính thưa đội trưởng, thưa toàn thể các đồng chí, thì với quyết tâm như vậy thì anh đã đạt được những kết quả rất là đáng khích lệ. Đó là sáng kiến đầu tiên máy tính cự ly bằng công thức ly giác đạt giải nhất hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ trang thiết bị huấn luyện năm 2016 của lữ đoàn 950, giải quyết khách giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo quân khu 9 và giải quyết khách giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 17 năm 2017. Đặc biệt là anh được phong quân hàm trước niên hạn từ thượng quý lên đại quý. Xin chúc mừng anh ạ. Thưa anh, thì phải chăng đó là động lực để anh tiếp tục nghiên cứu sáng kiến không ạ? Báo cáo đồng trưởng và đồng chí, thì sau cái sáng kiến đầu tiên thì tất cả những khó khăn thì đã vượt qua, bản thân thì đã có cái thành tích tốt và đã nhanh chóng hóa được quá trình nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm. Thì đó là giai đoạn bản thân có nhiều ý tưởng và thực hiện được rất nhiều cái sáng kiến. Trong đó có 3 cái sáng kiến, một là thiết bị ủ lửa bắn cản súng máy phòng không 27, thứ hai là phần mềm thiết bị bắn trú súng máy phòng không 27, thứ ba nữa là thiết bị liên động thao tác lắp và theo cự ly của bậc 3 6 0 3 7. Thì những cái sáng kiến này đều được cái ba của đội ngũ sáng tạo của tôi. Dạ vâng, em thấy là hầu như các sáng kiến của anh đều đạt giải. Điều đó không chỉ ghi nhận cái sự sáng tạo và cống hiến tích cực của anh mà nó còn chứng tỏ hiệu quả khi mà ứng dụng vào việc huấn luyện và diễn tập. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của những cán bộ chiến sĩ đã sử dụng các sáng kiến của anh Huy. Xin kính mời quý vị. Sáng kiến này các cậu bóng nhòm chỉ cần bó bóng kẹp với người đo, do vậy thời gian đo cự ly rút ngắn từ 7 đến 8 giây còn lại 1 đến 2 giây và độ chính xác tăng lên rất là nhiều. Sáng kiến minh tính lồng nhóm, tính nhà lồng nhóm chính xác nhanh, căn cứ vào căn cứ nhỏ của lốc cài cũng kêu chính xác hơn rất nhiều so với việc tự ước lượng căn cứ nhỏ của căn cứ 1. Sáng kiến thiết bị hỗ trợ bất cản có tác dụng tính ra góc bắn thời gian di động, hai là thời gian tính toán nhanh, độ chính xác cao, ba là phù hợp với phân loại súng máy 027 cơ động bảo vệ trong phát hành. Thiết bị kiểm tra thời gian định xạ, tác dụng kiểm tra thời gian định xạ, xạ phù hợp khi định xạ ngắn, thời gian 1 đến 1.5 giây, đánh bắn 4 đến 5 viên, khi định xạ dài thời gian 2.5 đến 3 giây, đánh bắn 8 đến 10 viên, giúp cho quá trình bắn thật điểm xạ đúng theo đạn, thời gian đã được sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đồng chí Thủy qua thực tế huấn luyện trong các năm qua mang lại hiệu quả rất thiết thực, đặc biệt là nâng cao cái trình độ thao tác của chiến sĩ, khả năng tính toán và cái hiệu quả chính xác bộ đội học dễ hiểu, nắm chắc nội dung. Thì qua diễn tập thực tế áp dụng các sáng kiến là cái độ chính xác trong kiểm tra bắn thật rất tốt. Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí, từ khi bắt đầu nghiên cứu sáng kiến đến nay, trong 6 năm anh Thủy đã hoàn chỉnh 7 sản phẩm, có 5 sản phẩm đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Riêng đối với anh Văn thì trong 5 năm qua thì anh được các cấp khen thưởng với 35 lần, đạt 6 giải thưởng các cấp. Vâng, và xin chúc mừng hai anh ạ. Thưa anh Văn, thì trong những thành tích kính thưa tôi trưởng, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, trước hết thì để có được những thành tích đó, tôi rất cảm kích, thực sự rất cảm kích và ghi nhớ rất là sâu sắc về sự ghi nhận và tạo điều kiện của thủ trưởng các cấp, và cùng với đó là sự hỗ trợ đoàn kết đồng lòng của tất cả đội ngũ cán bộ đoàn viên tại đơn vị đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian công tác vừa qua. Ấn tượng nhất đối với tôi đó chính là giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2009. Năm 2019 này thì giải thưởng Lý Tự Trọng là một giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành tặng cho cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu có thành tích ít nhất là 3 năm liền được đoàn từ cấp tỉnh và tương đương trở lên khen thưởng, và có ít nhất là một sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng vào trong thực tế đạt hiệu quả. Và trong năm này thì tôi đã được xét hồ sơ vào trong hội đồng xét giải của Ban chấp hành Trung ương đoàn là 171 hồ sơ.
từ 65 tỉnh thành đoàn và đoàn trực thuộc trung ương. Thì trong ngày tôi đã được vinh dự cùng với 74 gương mặt khác nhận được giải thưởng trong năm đó. Thì có thể nói chính cái giải thưởng này đó là một cái nguồn cổ vũ động viên tinh thần rất là to lớn. Tôi nghĩ là đối với tôi và đối với cả những đồng chí cán bộ đoàn tại đơn vị được. Và cũng chính giải thưởng này một lần nữa nó củng cố niềm tin ở nơi tôi và nơi các đồng chí cán bộ đoàn ngồi tại đây, thậm chí tất cả các đồng chí đoàn viên là các sĩ quan binh sĩ. Thì các chị có thể tin tưởng rằng hãy đặt tất cả tâm huyết và nỗ lực của mình vào trong công việc, rồi chắc chắn sẽ có một ngày bạn sẽ tự hào về tất cả những cái điều mà bạn đã từng cố gắng. Xin cảm ơn. Rồi chắc chắn sẽ có một ngày bạn sẽ tự hào về tất cả những điều mà bạn đã từng cố gắng. Xin cảm ơn những lời nhắn gửi rất chân thành đến các bạn trẻ của anh Nhân. Xin chúc cho anh Nhân và anh Huy sẽ luôn luôn đổi mới trong các hoạt động và đạt thêm nhiều giải thưởng trong các sáng kiến, cũng như là sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình. Và sau đây, thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu, sẽ tặng hoa cho các vị khách mời hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và tiếp theo chương trình, chúng ta cùng thư giãn với tiểu phẩm Nổ của tác giả từng đạt giải khuyến khích trong giải được tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 17 năm 2017. Ủa, đám giỗ mà cũng có khai mạc nữa hả anh?
8 chỗ là bằng con mũi thôi, cho nên bác gái cũng khai mặt bằng luôn cái bếp này. Công nhận anh vui tính ghê vậy đó. Anh biết không, tụi em á, trường em á tổ chức dạ ngoại về nguồn. Em giấy hẹn chút xíu, lát em đi nữa rồi. À mà nó giờ nó diễn với anh, em chưa biết tên anh là gì á. Anh tên là Lam Trường. Lam Trường? Tên hay vậy mà giấu em ha. À mà anh Trường nè, sao em? Không biết anh ở nhà em lâu chưa? Tí má có nói gì về em không? Mà vừa gặp em anh nói vui khóc vậy. Chị đó hả? Là vậy. Hôm bữa anh có một bữa trà năm sườn với hai bác. Bác trai mới nói tao có đứa con gái là bác sĩ Cần Thơ đó. Tao thấy mày tuổi trẻ tài cao, tao cũng khoái. Thấy chi nó về, tao gả nó cho mày. Cái gì? Tí em nói vậy hả? Không tin á. Không tin một hồi em lại bắt anh về cho em hỏi biết liền cái gì. Tí mà, người ta mới có 20 tuổi à. Không biết mặt mũi sao mà dám hứa gả tùm lum vậy. Không được, em tức lắm. Em phải đi gặp tí em, hỏi chuyện mới được á. Bác Tâm đâu có nói vậy. Ủa, vậy tí em nói sao? Bác Tâm nói vậy nè. Bác Tâm nói, ngày xưa tao đi bộ đội cũng khó khăn vất vả dữ lắm. Nay nè, thấy tụi bay thành quân dã ngoại vậy để giúp dân cực khổ, tao cũng thương. Phải chi con Năng nó về, tao cho tụi bay kết nghĩa anh em. Bác Tâm nói vậy. Nói vậy mới phải chứ. Mà chưa rồi, em thấy anh em cực khổ với cả ngoài đồng. Anh còn chưa nấu cơm nữa hả? Không ấy anh đi nấu cơm đi, để em phần dịch cho. Khỏi nha. Đã là đại đội trưởng rồi thì đâu có nấu cơm. Chuyện cơm nước của anh luôn nó to. Vậy anh nuôi đâu anh? Đúng rồi. Anh mới triển khai nhiệm vụ cho nó đi ngoài mua đồ rồi. Vậy khi nào anh mới về? Cái đó hả? Cái đó thì lúc nào anh còn ở đây ba nó không dám về. Thôi rồi anh em mình vô nấu cơm là phải rồi, anh vô nấu cơm đi để em bật dịch cho. Anh nói không được thì không được. Anh nói cho biết nè, mọi người ai cũng có trách nhiệm của riêng mình. Với lại á, dịch này dịch tơ, em làm công đúng kỹ thuật rất long con nhiều lắm. Anh em ăn không được anh bị này chết à? Anh này chết à? Coi bộ anh Trường cũng là ba cái vụ bếp nút này quá hen. Vậy thôi, không phải em được. Đã là đại đội trưởng rồi cái gì phải. Anh nói á, ai cũng có trách nhiệm của riêng mình. Vậy trách nhiệm của anh là làm cái gì? Thì trách nhiệm của anh là chỉ huy anh em là gặt lúa đắp lên dân dân và dân dân. Nó túm lại là một nhiệm vụ nó hết sức nặng rồi. Em thấy á, anh em á vừa vất vả cực khổ ngoài đầu. Còn anh ở đây thì... Thì còn đại đội phó chứ em. Anh đã triển khai nhiệm vụ đại đội phó ngoài kia nắm bắt anh em thế nào. Còn về báo cáo cho anh biết. Nhưng mà thôi đi anh lên. Nãy giờ em mới về tới dưới hộ anh không? Không còn mấy câu khó. Nhưng nó quậy mấy lần rồi thấy không? Thấy không em nói chuyện với em cho anh biết đi. Em có gì mà nói đâu anh. Em chỉ là sinh viên bình thường mà thôi à. Anh nghe nói sinh viên có phong trào gì đó em? Dạ, phong trào sinh viên tình nguyện. Vậy cũng giống của anh tình nguyện bộ đội vậy á. Dạ, cũng giống gì đó anh. Tụi em á đi về vùng sâu vùng xa nè, cấp phát thuốc cho bà con, còn dạy các em nhỏ ca hát nữa đó. Có kể ca dạy hát nữa hả? Dạ. Chỉ nghe ca hát mà ta chung mình mấy. Ủa, anh Trường bị ấn hả? Em có thuốc nè. Đâu phải bị ấn đâu. Anh nói ngứa đây là ngứa nghề. Bị ấn gì trời. Nói vậy anh Trường cũng biết ca hát đúng phải không? Phải nổ với em nha. Chẳng những anh biết hát nha. Anh còn biết múa nè. Đánh cống nè. Thổi kèn nè. Thổi sáo, thổi tiêu. Hành ngò, thổi ớt, chiên xào nấu. Có ứng món nào hay nó quá chứ chát luôn. Âm nhạc mà cũng có mấy món đó nữa hả anh? Không. Ở đây em nói xào đây không phải xào nấu. Mà xào thì gọi là xào trộn âm nhạc đó em. Xào trộn âm nhạc là sao anh? Không hiểu rồi. Em không hiểu. Thì nó giống như hòa âm phối khí gì đó mà cũng có dạng cao cấp hơn. Để em ví dụ cho em nghe. Ví dụ muốn xào trộn âm nhạc thì mình sẽ lấy cái gì là tật đúng không? Mình sẽ lấy những âm thanh quý phái của đồ re mi fa sol. Mình sẽ xào trộn lại với cái gì? Đúng rồi, với những âm thanh một mạc trữ tình sâu lắng của hò sự sang xe cốc. Sau khi mình xào trộn xong xuôi nó ra một cái món nó giống như là món gì anh? Như gỏi vậy. Cái gì? Gỏi em cũng trộn được. Không phải gỏi. Nó ra cái món là trên cả tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Không ấy anh trộn cái món đó cho em coi đi. Trộn cho em coi hả? Dạ. Bác sĩ trộn cho em coi. Tại anh thấy em vui anh nổ anh sát cho tôi chứ anh đi ca hát gì đâu. Căng à, anh có chuyện này muốn
nói với em nè. Cái gì anh? Con nước xong chưa? Thấy bếp rút lạnh tan vậy? Biết em về, biết em về. Tôi biết con mới về. Con gái? Tí má khỏe hả tía? Trời ơi, tí má khỏe như đâu vậy sao con? Dạ. Mà tía ơi, anh đây là... À, nó là... Anh nuôi. Thấy chưa? Thấy vợ tôi ngồi lắm mọi người. Hai đứa ở nhà có chuyện gì? Dạ không có, anh năm nãy vợ con với con nói chuyện vui thôi mà không có gì hết nè. Không có gì đâu tía, tụi con nói chuyện vui thôi à. Ừ, tía yên tâm. Mấy thằng mà đen đen mỏ nhọn nhọn nó ghê chứ lắm. Nãy vợ nhà có tác chiến của con gái hay gì không vậy ông Dứt? Ủa? Nãy anh nói với em anh tên là... Dứt, Út Dứt. Chỉ còn cái tên Lam Trưởng. Tên mà không bao giờ có trong khai sách. Anh Trường nè, em thấy cái tên nào cũng đẹp hết anh. Tên cha mẹ đặt ra không có tên nào là xấu cả. Quan trọng là tấm lòng của mình có xấu hay là tốt mà thôi à. Thôi mà đi. Thôi đi, vô nấu cơm để anh em ăn về kiểu kể đó. Khoan khoan khoan, tía, anh Dứt cho con xin phép được làm đại đội trưởng một bữa nha. Quyết em bữa nay thôi nè. Ừ, được đó. Dạ, chỉ con phân công như vậy. Không sao. Đại đội trưởng Nhung, Bất Dinh, đại đội trưởng Tía, làm sao? Đại đội trưởng Dứt. Thank you.
Nâng cao chất lượng hiệu quả